Rồi ok, chúng ta sẽ có một trận là hai bên va nhau và một bên chó chơi con heo phai, một bên là heo phai không chơi mũi, một bên là bỏ mũi hay chơi heo phai, một bên là chơi mũi mới nè. Đồ hình như nhau nhưng mà khác biệt là vị trí ở mũi thôi. Tụi nghĩ có mũi sẽ thắng rồi, chắc chắn là có mũi sẽ thắng rồi. Bên kia còn chơi kinh nữa, tụi hình ao. Bên kia còn chơi cái kinh UR. Có 10 lượt không? Có 10 lượt hay là Thủ Đức đi? Tôi nghĩ là Thủ Đức á. Tôi nghĩ là Thủ Đức á mọi người, tại vì một mình con heo phai này không làm nên mùa xuân mọi người. Bên kia nó còn có năm đầu nó dỗ phụ gam nữa mọi người, nên là khó, năm đầu nó nổ đau quá. Ôi, nổ 700 đúng không? 700 hay 70 gì tôi thấy mới nổ 700 hay sao á? 700 đúng không? Tôi thấy con năm đầu mới nổ 700 xíu, 700 triệu xíu chụp đổ kìa đúng không? 700 hay 70 vậy? Tôi nghĩ là 700 chứ sao 70 được, 700 á như tôi mới nổ chứ thương sụp đổ nổ 700 luôn á. Bên kia vô hết siêu quốc luôn rồi kìa. Hoài nổ 700 luôn rồi kìa. Kinh vậy. Bên kia vô hết siêu quốc 3 con luôn kìa. Ờ 700 mà như vậy thấy nó 700 triệu vỡ khiên luôn mà. Bên kia vỡ 3 con vô khiên luôn mà, con flash vô siêu khúc luôn mà, nổ phát 3 con luôn. Ờ đúng rồi, chỉ dạng hán thôi, năm đầu tôi nói bữa tôi ngồi video tôi đi. Thì tôi nói mấy anh em là tôi chơi tôi vô tôi nói là mấy anh em nói sự thật mà nó dạng hán chỉ ngồi thôi, con flash làm hết. Kiểu như năm đầu chỉ việc đứng im thôi, không cần làm gì vẫn có đam mấy anh em. Em cùng một form lực chiến nhưng mà mấy anh em thấy bên kia không có mũi, mấy anh em thấy bị sốc sát thương nhanh chưa, cho nên là mấy anh em hãy cân nhắc sở hữu một con mũi. Ừ, mặc dù nó phế vậy cứ tao nói tới lúc mà con mũi nó ra bên siêu và si, mẹ bây giờ hỏi anh ơi mẹ chịu gì, anh ơi ngồi suy nghĩ anh ơi có nên lấy con mũi hay không. Mẹ mặc dù em biết con mũi nó phế vậy cứ luôn nhưng mà có nên lấy con mũi hay là không, bây giờ nuôi con mũi thì tốn đồ ấy. Đồ đang để cho con Vlad, Silverlad rồi, đồ đâu mà để cho con mũi nữa. Mà giờ không để đồ cho con mũi lấy đâu ra bét, nó có sức bét, nó có sức hấp thụ chiến thương. Trời ơi nó khổ. Nó khổ trăm bề luôn mà. Giờ chơi là phải chạy theo meta mà tự nhiên đang chạy theo meta ngon lành lòi đâu ra con đĩ điên bóng. Má chơi full UR luôn, tự nhiên chơi game chơi siêu mới đang chạy meta ngon lành xong lòi ra cho con điên bóng. Đúng rồi. Chỉ với 100k mày sẽ có nghe một câu trả lời. Hay là giờ tôi mở máy đi đánh cờ ta. Đây là bây giờ tôi mở máy ra đi quýnh cờ, mấy nhân tôi đi mở máy ra đi quýnh cờ tốt hơn. À. Không mà mấy clip BK giải trí gì mấy anh em lại thích coi hơn clip phân tích. Mấy bỏ thời gian làm clip phân tích 4 tiếng đồng hồ luôn, đủ từ làm từ 4 giờ sáng làm tới gần 4 giờ sáng làm tới 9 giờ rưỡi. Không đăng video cho mấy anh em xem view đéo bằng một cái video mà ngồi đi tết chung rộng với lại con đồng đế. Má thiệt chứ ngồi nhiều lúc buồn thiệt.
thiếu năng lượng, cái thiếu năng lượng á do co nó cùi. Mấy em nói rồi, mày tới đối con đồng đế này nó nhiều vấn đề lắm. Con đồng đế này nó nhiều vấn đề trong yếu tố, trong cái khâu thiết kế của co lắm mấy em. Mà nhiều thứ nó kình trái nè trong cái khâu thiết kế của co đồng đế lắm mấy em, nhiều cái. Câu chuyện tư vấn ngặt bên Silver Chung phiên bản 4.5.1 sao rồi anh chịu, anh đâu tải được đâu. Cái đó là chỉ có trên iOS thôi mấy em, phiên bản đó chỉ phiên bản trên iOS thôi. Không, mấy ông biết không, mấy clip phân tích của tôi á mấy ông đéo chịu xem đâu. Nhưng mà mấy anh Tây nó xem nhiều lắm, tại mấy ông biết xem chi không, mấy xem nó có kiến thức. Tại vì clip tôi phân tích á lại từ chuyên sâu lắm. Mấy anh Tây ngu lắm, tụi nó làm gì biết cái dẻo dai là cái gì, hay là cái dẻo dai chuyên dụng là cái gì. Rồi nó dịch cái từ bảo đảm luôn, kiểu gì tụi nó cũng dịch cái siêu tuyệt kỹ bị sai. Ờ, thiệt. Cái tuyệt kỹ với lại siêu kỹ kiểu gì cũng nó bị sai. Cỡ tụi nó làm gì biết rồi, đỡ đòn là gì, tỷ lệ đỡ đòn là gì, sao biết được. Làm, trời tôi làm video đấy làm 4 tiếng cái không dịch không là hết mẹ 2 tiếng hồ đó mấy ông nội. Trời cái không dịch không là hết 2 tiếng hồ đó. Cái khâu dịch á, dịch không phải là dịch để cho, ví dụ như dịch để cho tôi hiểu thì không nói gì, nhưng mà dịch để cho mấy ông hiểu là mệt lắm nha. Tại vì dịch để cho mấy bạn đang chơi á, tại vì biết sao cái video làm lâu không? Tại tôi phải dịch nó trên dựa trên cái nền tảng của con bơm. Tại tôi phải dịch dựa trên cái nền tảng của con bơm, xong rồi dịch từ con bơm dịch ra, xong rồi để nói cho mấy bạn hiểu là các bạn đang chơi bên CMC đúng không? Là mấy bạn hiểu con bơm nó như thế nào, rồi tới lúc mấy bạn chơi con đồng đế là nó y chang như con bơm vậy, nó cải tiến lên. Rồi từ con bơm nó khác biệt với con đồng đế UR nó sẽ là cái gì. Chờ tôi làm gần từ lúc mà đêm qua tụi tôi bắn POBG là 2:30 mới xong. Xong rồi anh Dũng với lại Hiếu chơi đánh set. Xong rồi lúc đó tôi không có chơi mà tôi ngồi tôi làm từ lúc đó cho tới sáng luôn á. Tướng đầu co hả? Như tướng đầu co thì thường là một con hỗ trợ. Không, mấy anh Ti vô nhìn anh nó sụp với nó làm cái gì. Mấy anh Ti vô nhìn anh vô nó mê, nó ngủ mơ thấy bông cúc anh thôi á. Rồi ok, trận này xong. BK lâu vãi ăn đứt mấy anh em, trận này BK ăn đứt luôn. 300k lượt chiến như nhau, 300 triệu lượt chiến như nhau mà ăn đứt mấy. Ông này Genos Hill 2 công buôn ngành. 199 rồi. Cũng công buôn ngành luôn, hai bên công buôn ngành quấn nhau ấy. Đây coi hai bên công buôn ngành. Dám tỉnh đâu bữa. Giờ tự nhiên nhiều lúc tôi thấy có nhiều bạn lạ kỳ. Mình ghét một ai đó thì thôi mình đừng có coi làm gì, mình ghét một ai đó xong rồi mình vô mình ngồi coi bên đây combo rot mọi người. Ờ combo rot thì out rồi, combo rot thì thua đúng rồi. Mình ghét ai đó thì mình nét đi, mình bỏ qua đây không, ghét thì vẫn coi. Coi cho đỡ ghiền. Ở gì bên kia ông kia Boros win nè. Ủa? Cái quần què vậy, tôi mới thấy cái gì không? Ở kìa. Ủa tại sao thằng Boros nó có thể win được? Ở kìa. Heo. Ơi coi lại mấy em đủ, sao vậy, sao thằng Boros nó win được vậy? Cái gì? Áo gì? Cô đã cập nhật thêm kiến thức nhưng lại bị dislike. Không, tôi làm thì tôi làm đam mê rồi anh em. Tôi làm khi mà ngồi nghiên cứu ra, khi mà ngồi á, ngồi làm clip phân tích, ngồi nghiên cứu co nó hay lắm anh em à. Ôi mấy em đọc skill, mấy em dịch ra nó hay lắm anh em. Ví dụ như mấy anh em dùng Google dịch đó thì nó sẽ khác. Rồi mấy anh em tự dịch bằng chữ, rồi mấy anh em dùng dịch tiếng Anh nó sẽ khác. Trong mấy anh em dùng bằng AI dịch nó sẽ khác. Ồ mà tính ra mấy thằng AI nó dịch thông minh nha. Mẹ mấy thằng Google dịch cái từ cái chỗ không không chiến mạng á, mấy thằng Google dịch là sát thương không thiệt hại. Mẹ dùng AI dịch là sát thương không chiến mạng. Mẹ tính là AI dịch hay đi chứ. Em CVC có G4 Hellfire King Genos Boros Samur, còn chăm mấy vậy nên lấy cục kết hay flash anh mẹ em còn hỏi thừa nữa. Em bỏ cục kết thử em ăn hành không? Đâu phần mềm dịch gì đâu, dịch em mấy em hiểu không, dịch là một câu chuyện. Ví dụ như là cái từ mà ví dụ như là
cái từ bên Silver Chung á, cái từ dẻo dai á là cái từ mà trong cái mấy niềm dịch chơi con để mấy niềm dùng mấy niềm vua dịch á, thì nó sẽ ra là dẻo dai nè, rồi kiên cường hay là bất khuất hay thứ gì đó, thì cái gì từ nó dịch nó nghĩa là cái khiên. Thì cái khiên đó thì mấy niềm ví dụ như con bơm á, ngày xưa Silver Việt Nam dịch á là dịch từ dẻo dai, thì tôi dùng cái từ luôn để cho mấy niềm nào chơi bên Silver Việt Nam á thì mấy niềm có một cái góc nhìn tốt nhất về cái skill đó, để khi mà mấy anh em chơi á, dịch đúng cái từ đó luôn, để sau này mấy anh em chơi mấy anh em hiểu được là cái skill của bơm nó là sẽ là cái gì, cái siêu nó sẽ là cái gì, ví dụ như cái dẻo dai là gì, cái dẻo dai chuyên dụng là gì, dùng từ kiên cường nó khi nó mấy anh em từ tiếng Trung nó sẽ dịch cái kiểu thằng này combo rod mà nó win được ảo vãi ra bằng lượt chiến, mà hai thằng này cầm combo rod nó win được mấy anh em ảo ghê luôn. Mày đéo hiểu luôn, cầm combo rod bằng lực chiến vẫn win được luôn kìa mấy ông. Mày ma dịch thiệt chứ. Nó dồn đam thằng bên kia vô hết đam luôn không? Nó dồn thằng bên kia thở không nổi luôn mẹ. Quầy mày nó quạt phát nào vô đam phát đó luôn mấy ông ơi. Mày nó quẹt biết nào vô đam biết đó luôn, nó chửi biết nào vô đam biết đó luôn, nó dùng liên tục luôn, chỉ thở không nổi luôn mà trời, dùng mấy trăm triệu luôn, chỉ vô xuống liên tục luôn, thả thâm xuyên đồ. Cái kiểu như là thằng anh chỉ nó dùng liên tục tùy luôn. Nó đi sâu luôn nha, quan trọng là thằng này nó đi sâu luôn á, nó vẫn win nè. Vừa combo rod vừa đi sâu luôn nhưng mà BK vẫn win mọi người, mày đỉnh ngoại. Nên lấy siêu kỹ Xenos không anh, đã lấy đam chính rồi thì ví dụ như nếu có em nhân phẩm của em hơn thì em không cần lấy, cùng nhân phẩm của em chó gặm thì em nên lấy, ai đâu biết được, mày con Xenos nó DOT giờ tầm này thì lúc trúng lúc không. Ví dụ như anh chơi con Xenos không siêu kỹ mẹ, anh chơi anh trưởng vô nó vẫn dính được 6 lửa bình thường. Còn cái thằng chơi có siêu kỹ thì đều biết trúng cái 2-3 lửa là chuyện bình thường, nó là xui gì. Cái tỷ lệ nó chỉ là con số thôi, nó hơn ví dụ như em hơn thì em trúng nhiều, trời mày 300 mấy triệu luôn kìa, em hơn thì em trúng nhiều, còn xui thì em trúng ít gì thôi. Trận này thua là do bên kia để con Gwyn ở dưới, bên kia kéo tóc thả đâm xuyên chậm hơn một nhịp. Không xương rồng liêu thấp khấu anh, đó là điều tất nhiên mà. Rồi đấy, gãy hết. Gãy làm xuyên trước. Đó, mấy anh em có một cái góc nhìn thấy không? Có nghĩa là nếu như hai bên bằng co giống y chang nhau về mặt độ hình thì co còn đế với lại combo rod mày. Quan trọng là bên nào xếp đồ hình hay hơn nha mấy anh em. Mặc dù là con đồng đế vẫn nhỉnh hơn nha, nhưng quan trọng yếu tố xếp đồ hình nó vẫn là một cái gì đó chiến thuật. Là nghĩa là mấy anh em không thể nào bay to win được, mấy anh em không thể nào mà chơi không não được. Nên là mấy anh em vẫn phải áp dụng chiến thuật cho mấy anh em chơi, không kiểu nào mà kiểu chơi một đồ hình đó mấy anh em có thể chiến thắng. Năm giờ bên kia mới rải cái đâm xuyên được. Đi ải hả? Đi ải nên dùng đâm xuyên nha. Đi ải nên dùng đâm xuyên ngon hơn, mấy anh em đi ải mà dùng trường lực á, mà mấy anh em đi trúng cái đợt mà tháp nào mà kia mà trường lực quá nó hồi máu á nha. Mấy anh em phải đọc cái bút. Tháng của ải á, có ải là tháng cái trường lực hồi máu, còn cái tháng cái trường lực nó hồi máu, mấy anh em phải coi cái bút á. Mấy anh em muốn dùng là trường lực hay là dùng đâm xuyên, mấy anh em coi vô cái bút của cái ải á, nhưng mà là coi vô cái nên dùng cái nào. Ví dụ như cái tuần đó đúng không? Mấy anh em đi bên Hạ Huyền á thì quá nó sẽ có đâu bên Thượng Huyền á thì quá nó sẽ có sự khuất. Thì mấy anh em cần cái đâm xuyên, ưu tiên cái đâm xuyên nhiều hơn. Còn mấy em đi bên Hạ Huyền quá nó trâu, mấy anh em cần cái trường lực nhiều hơn. Nhưng mà coi cái tuần bút của tháng á, có tháng nào quá nó hồi máu á, mấy anh em trường lực xuống quá nó hồi 100% máu á, cho nên là phải lựa. Yeah, phải lựa. Không phải lúc nào cũng áp dụng một cái đồ hình đó đâu. We'll be right back.
không có xương rồng Shikin tôi đi tháp được không anh? Được, nhưng mà em phải có co. Không có xương rồng với Shikin thì không phải có co, mà em phải có một con nào mà nó chống chịu sát thương như con Shikin nó đấm á. Tại con Shikin nó DOT lâu lắm, cái tỷ lệ trượt đam DOT với con Shikin nó cao lắm em mà. Nên là em phải có co. Con Shikin nó bị cái lõ, cái con Shikin đó là con Shikin nó đam cái đam DOT nó nảy lâu lắm. Ừ, là bắt buộc phải có một cái CUR á, mà hai con đấy đi chung với nhau ngon mà. Anh em nào không có xương rồng anh em lấy Shikin vô rồi để chung hàng với lại con cái CUR, hai con nó chỉ kích một con nội thương là một con đam DOT ngon mà, được hết. Được, vẫn được bình thường nhưng mà hơi cực hơn so với những người chơi xương rồng một chút xíu. Ok, xong nha.